Thưa quý vị và các bạn, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, các loại sữa được bày bán trên thị trường liên tục được các đơn vị kinh doanh phân phối đồng loạt tăng giá. Trong khi nhiều mặt hàng đang bắt đầu ổn định giá sau Tết, thì việc tăng giá sữa liên tục trong thời gian này đã gây nhiều khó khăn cho người tiêu dùng, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ, phản ánh của phóng viên thời sự. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Công và chị Tô Thị Biên hiện đang là công nhân của công ty điện Lộc Vinh Quang và công ty may Minh Anh thuộc khu công nghiệp Bắc Vinh. Với đồng lương 3 đồng 3 cọc, cuộc sống của vợ chồng anh chị trong căn phòng trọ chật chội này bức bối hơn khi biết tin giá sữa lại tăng. Sữa cho con, sữa cho mẹ, tất cả đều tăng giá, khiến cuộc sống của những công nhân lao động nghèo như anh Công, chị Biên trở nên chật vật hơn. Sữa của bé thì nó đòi hỏi là vì bé nó hay uống hơn một tí thì là phải đòi hỏi hay mua, nên là uống sữa vậy thì hơi cao so với những người tiêu dùng như chúng em. Theo như các bạn từ nói hài với nhau thì bảo là cao như thế này thì có lẽ tương lai dần dần như chúng mình thì con không được uống sữa. Không chỉ với những gia đình công nhân như anh Công, chị Biên với đồng lương 3 cọc 3 đồng mới lo ngại về giá sữa tăng, mà việc điều chỉnh tăng giá sữa lần này cũng khiến nhiều bà mẹ có con nhỏ trở nên đắn đo hơn, trăn trở hơn mỗi lần đứng trước quầy mua hàng. Giá trước thì hẳn trước hơn rẻ hơn, dư hẳn trước có hơi lên thì. Là bữa thì một đợt trước thì mua 170, dư thì 190. Tùy loại thì loại lên 500, mà loại tăng 10 chấm tùy. Thì tất nhiên thì cái giá sữa tăng thì nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái cuộc sống gia đình. Vào cuối năm 2013, một số nhà cung cấp sữa ngoại đã thông báo tăng giá một loạt các sản phẩm sữa từ 5 đến 7%. Thì đến đầu tháng 2 này, một số nhà cung cấp sữa nội như Vinamilk, Nutifood, Cô Gái Hà Lan cũng đồng loạt thông báo tăng giá từ 5 đến 10% các loại sữa bột, sữa nước, sữa chua. Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh sữa trên địa bàn thành phố, việc tăng giá sữa vào dịp đầu năm không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là đợt điều chỉnh này được thực hiện khi mặt hàng sữa vừa mới được cơ quan chức năng xếp vào mặt hàng bình ổn khoảng 3 tháng trở lại đây. Sắp tới đấy thì có một số thông tin về tăng giá của nhà cung cấp. Trung tâm thu mua của BC đang trong quá trình thương lượng tăng giá mua với nhà cung cấp để đảm bảo cái giá cho đến người tiêu dùng là hợp lý nhất. Thì hiện tại thì chỉ có một số cái mặt hàng của các nhãn sữa, ví dụ như là Nutifood hoặc là những sữa của Ebot là tăng giá thôi. Còn cái mức tăng thì khoảng từ 10 đến 15%. Giá sữa tăng có lẽ là câu chuyện không còn mới vào dịp đầu năm, và ảnh hưởng của nó đến đời sống và mức chi tiêu của các gia đình có con nhỏ, đặc biệt là các gia đình nghèo, cũng đã được nói nhiều. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay sắp tới đà tăng này vẫn chưa dừng lại. Dự báo vào ngày 1 tháng 3 tới đây, giá sữa sẽ còn tiếp tục tăng. Điều này đồng nghĩa rằng người tiêu dùng lại thêm một mối lo mới ngay đầu năm.